Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 13.000 cơ sở hành nghề y dược. Riêng tại huyện Bình Chánh, hiện địa phương có một bệnh viện huyện, 16 trạm y tế cấp xã, thị trấn và 368 cơ sở y tế tư nhân. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, hệ thống y tế này về cơ bản đáp ứng được nhu cầu phòng và khám chữa bệnh của khoảng 1 triệu dân cư địa phương. Tuy nhiên, việc khuyến khích phát triển hơn nữa hệ thống khám chữa bệnh là điều rất cần thiết, bởi đặc thù huyện Bình Chánh hiện có đến 3 khu công nghiệp với lực lượng công nhân lao động đến sống và làm việc đông đảo. Tòa lạc tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, phòng khám đa khoa Sài Gòn là một trong những đơn vị y tế ngoài công lập đã góp phần giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh của nhiều cư dân và lực lượng công nhân làm việc tại huyện cũng như các địa bàn lân cận như Tân An, Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ, Long An. Với các chuyên khoa như chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa mắt, chuyên khoa xét nghiệm, chuyên khoa nội, chuyên khoa da liễu, khoa răng hàm mặt v.v. Phòng khám đa khoa Sài Gòn chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng những dịch vụ y tế kỹ thuật cao như máy siêu âm tim và mạch máu, siêu âm 3D, 4D, máy CT scanner, máy X-quang kỹ thuật số, máy y ông đồ, máy nội soi tai mũi họng Toshiba, máy huyết học tự động CLDYN 3700, máy sinh hóa tự động Hitachi. Song song với đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao thì phòng khám cũng nâng cao ý đức và thái độ phục vụ bệnh nhân với phương châm lương y như từ mẫu. Vì thế số lượng lượt người đến khám chữa bệnh tại đây ngày càng tăng. Tôi là một bệnh nhân nặng, đã nhiều lần bị tai biến và nhồi máu cơ tim. Nhờ các bác sĩ ở phòng khám đa khoa Sài Gòn ở tại xã Phạm Văn Hai, đường Trần Văn Dầu đã cấp cứu và chuyển tôi đến điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời. Nhờ đó cho nên tôi còn được sống tới ngày hôm nay. Hiện tại phòng khám đa khoa Sài Gòn đã ký hợp đồng với Bảo hiểm Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An để thực hiện khám chữa bệnh ban đầu cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm. Ngoài y tế công ra thì cái hệ thống y tế tư nhân cũng đóng góp rất lớn cho cái công tác mà chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, cũng như là cái phòng khám đa khoa Sài Gòn cũng đã nhiều năm hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh giáp ranh với Đức Hòa. Cái số mà bảo hiểm tham gia đến giờ này là 137.000. Vậy thì đây là một cái sự mà chia sẻ cũng như là góp phần để chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bà con. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục buổi trò chuyện ngày hôm nay. Vâng, xin được hỏi ông Hoàng là tại phòng khám của ông thì tỷ lệ những bệnh nhân đến khám bằng bảo hiểm y tế so với những bệnh nhân khám dịch vụ thì hiện nay đang như thế nào ạ? Hiện nay phòng khám đa khoa Sài Gòn thì có hai cơ sở khám chữa bệnh. Một cái là ở 132, 134 Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3. Thì cái đối tượng ở trên đó thì gia đình khá giả là nhiều. Nhưng mà đừng nói cái chữ là khá giả nhiều rồi họ không dùng thẻ bảo hiểm. Họ vẫn dùng. Hầu như là ở tại cơ sở 2 thì là số lượng người đến khám bảo hiểm là 50-50. Nghĩa là 50 bảo hiểm và 50 là dịch vụ. Còn riêng cái cơ sở 1 là đây là cái địa bàn dân cư nghèo và là vùng huyện vùng ven của thành phố. Cho nên là số lượng người đến khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm ở đây là 85%. Nhưng mà cái việc mình đầu tư vào cái cơ sở vật chất cho ngành y tế của mình thì khá là cao. Như là ông đã chia sẻ, vậy thì cái bài toán về chi phí giữa kinh doanh và lợi nhuận thì như thế nào? Như tôi đã tâm sự từ lúc đầu là khi mà đã đến địa bàn này để hoạt động về cái công việc khám chữa bệnh thì trong đầu mình là đã đặt cái chữ tâm lên hàng đầu. Còn nếu mà đã đặt cái chữ lợi nhuận mà nằm ở xã Phạm Văn Hai hoặc Lê Minh Xuân mà nói cái từ lợi nhuận thì nó không đúng. Tại vì dân nghèo thì lấy đâu ra lợi nhuận để anh làm, anh xin lợi. Nhưng mà ở đây là đa số cái người dân họ đến, họ sống bằng cái thẻ bảo hiểm. Cũng nhờ cái sự hỗ trợ của chính phủ giúp cho hầu hết những người nghèo và cận nghèo đều có thẻ bảo hiểm để đi khám chữa bệnh. Đó là một cái điều mà tôi rất tâm đắc, rất đầy tính nhân văn mà có một số nước họ cũng chưa làm được như Việt Nam mình. Đó là cái điều hãnh diện của người dân Việt Nam. Coi như là một cái cơ sở thì mình xác định là mình có thể kinh doanh được là tại trung tâm Sài Gòn, còn cơ sở kia là hoàn toàn mình vì người dân, nên là mình sẽ không đặt cái lợi nhuận lên hàng đầu, phải không ạ? Nãy giờ thì chúng ta cũng đã nói chuyện về các cái bệnh nhân khám bằng thẻ bảo hiểm y tế nhiều rồi. Bây giờ thì muốn quay trở lại những bệnh nhân khám bằng dịch vụ.
chi phí của họ bỏ ra thế như thế nào ạ, so với mức bình quân của những phòng khám tư nhân khác? Cái dịch vụ khám chữa bệnh và cái giá khám chữa bệnh của phòng khám đa khoa Sài Gòn ở tại xã Phạm Hưng 2 thì chắc chắn rằng nó phải mềm hơn so với giá mặt bằng chung của thành phố. Ví dụ như một lần khám chuyên khoa tại phòng khám đa khoa Sài Gòn tại xã Phạm Hưng 2 thì 80.000 đồng cho một lần khám chuyên khoa. Vậy một vấn đề khác là nhân lực ạ? Đây, muốn quay trở lại nhân lực một chút xíu. Cụ thể là đội ngũ bác sĩ, thì giữa việc là xây dựng một đội ngũ bác sĩ cơ hữu và việc mời những bác sĩ cộng tác để đến cộng tác cùng, thì ông cho rằng giải pháp nào là phù hợp đối với một hoạt động là một cái phòng khám đa khoa tư nhân, và riêng đối với phòng khám đa khoa Sài Gòn thì đang đi theo hướng nào? Ở đây thì đội ngũ y bác sĩ của phòng khám đa khoa Sài Gòn 95% là các trưởng và phó khoa của các bệnh viện lớn đã nghỉ hưu. Ví dụ như là tiến sĩ Lê Thị Thanh Thái là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Chợ Rẫy nghỉ hưu, bác sĩ Đỗ Ngọc Cương chuyên khoa 1 của bệnh viện 175 là những cái bệnh viện lớn đã nghỉ hưu, hoặc là bác sĩ Mỹ Dung là trưởng khoa nội của bệnh viện Nguyễn Tri Phương nghỉ hưu, hoặc là bác sĩ Thu Anh phó khoa nội của bệnh viện Nguyễn Tri Phương nghỉ hưu, thì họ là những trưởng phó khoa của các bệnh viện lớn nghỉ hưu, và đó là cái nguồn nhân lực chính của phòng khám đa khoa Sài Gòn. Dạ vâng. Và với cái nguồn nhân lực chính đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về mặt chất lượng các bác sĩ đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó thì dư luận thì cũng vẫn bàn tán về việc là phòng khám đa khoa hay là phòng khám chuyên khoa nào của tư nhân thì cũng đều cam kết về chất lượng và dịch vụ hết. Nhưng mà đến khi ngành y tế có hoạt động thanh tra thì cũng đều có vấn đề xảy ra cả. Vậy thì bản thân ông cho là những cái nguyên tắc điều hành và phòng khám đa khoa Sài Gòn có những tiêu chuẩn chất lượng nào để có thể khẳng định uy tín trong bối cảnh như vậy? Tôi xin được chia sẻ như thế này. Có những cái sơ suất, có những cái sai sót trong chừng mực nào đó là nó phải hướng theo cái lộ trình. Vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Y tế có đến làm việc tại cơ sở 2 của phòng khám đa khoa Sài Gòn. Thì tất cả đều khen. Nhưng mà có phê bình là phòng khám đa khoa Sài Gòn là có 3 điều dưỡng chưa có chứng chỉ hành nghề. Thì tôi cũng có thưa với Bộ trưởng rằng là làm việc gì nó cũng phải có cái lộ trình. Hiện nay bác sĩ còn chưa cấp chứng chỉ hành nghề hết, thì có đâu mà cấp hết được cho điều dưỡng. Cho nên là tôi chỉ mong rằng với vai trò là người quản lý ngành y tế, cũng mong quý vị xem xét cái lộ trình như thế nào để khi chúng ta ra một cái quyết định xử phạt phải phù hợp và phải để cho các cái cơ sở khám chữa bệnh người ta phải tâm phục khẩu phục. Dạ vâng. Rất là xin cảm ơn những chia sẻ của ông, và bây giờ chúng ta cũng sẽ nghỉ một chút xíu và sẽ quay lại với phần 3 của chương trình với phần là kinh doanh và trách nhiệm của xã hội.